cho nên ngày mùng một là cái ngày tâm lý là cầu bình an cho năm mới, cầu bình an cho một cái năm mà tất cả mọi người chúng ta sẽ bắt đầu khởi đầu cho tất cả mọi sự từ đời sống tình cũng như trong đời sống tương lai, cũng như khi cả cái công việc của người chúng ta. Thì lời Chúa ngày hôm nay soi sáng cho người chúng ta để giúp cho người chúng ta bước vào trong năm Canh Tí này luôn được bình an trong Chúa và đời mọi người. Thì bình an có đường thì nó phải có một cái trật tự, nó phải có một cái trật tự ở nơi tâm hồn, cái trật tự ở nơi tất cả là ở bên ngoài chúng ta thấy nó theo một cái trật tự như là cái trật tự trong cái sáng tạo ở nơi Thiên Chúa sáng tạo. Chúa thấy cái điều đó là tốt đẹp từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ sáu. Ngài thấy mọi sự đều tốt đẹp và chính cái mọi sự tốt đẹp đó thì nó đem lại cái sự bình an cho con người. Và khi mà Chúa tạo dựng con người nó nhóm khỏe và để họ vào trong cái cửa kia ghê tâm thì nó nhóm khỏe và cảm thấy bình thường với mình là chiều chiều thì là nhóm vui ở trong cái cửa đó để mà hưởng cái sự bình an và Thiên Chúa ban cho một cái khung cảnh rất là thanh bình, một cái khung cảnh mà nói là rất là hạnh phúc, ai ai cũng có thể mơ về cái gì đó, mơ về cái khung cảnh đó. Thế nhưng rằng là do vậy và đã đánh mất cái sự bình an đó khi là hai ông bà đã không nghe theo lời của Thiên Chúa chỉ bảo. Và chính khi không nghe lời Thiên Chúa chỉ bảo như thế mà nó xảy ra, đó là sự căng thẳng, đổ ông đổ cho bà, bà đổ lỗi cho ông, nghĩa là cái trật tự này nó bị phá vỡ, nó không còn trong một cái trật tự, cho nên nó gây ra cái sự bất an, bất ổn cho con người. Từ yêu bà em chị em nói như thế không phải là từ ngay lúc đầu đó mà cái trật tự đó mà ngay thời điểm mà hiện tại, ngay thời điểm mà một người chúng ta đang sống đấy thì nhiều người nhiều quốc gia cũng đang phá vỡ đi cái trật tự đó, cái trật tự mà Thiên Chúa thấy đó là điều tốt đẹp, nào là phản ứng và nào là phá đi cái môi trường nó vốn nó là tốt đẹp, vốn nó là sạch sẽ, bây giờ nó không còn như thế nữa. Đó là lúc chúng ta đang phá vỡ đi cái trật tự, cái trật tự mà từ thuở bắt đầu chưa đã làm cho nó tốt đẹp cả. Mà nguy hiểm hơn đó là con người đang phá vỡ đi cái trật tự trong tương quan giữa con người với con người với nhau. Vì con người mình đã sống theo cái bản năng, cứ chiều về bản năng, không còn là mình có nhân cái tình yêu, không còn là mình sống trong cái tình yêu, trong một cái tương quan chấp nhận nhau, có thể đối thoại với nhau, có thể chia sẻ với nhau, rất khó. Vì con người đi cái trật tự trong cái tương lai đó, con người không còn có những cái tình yêu của Chúa ở nơi bản thân của mình nữa, mà chỉ hướng về hưởng thụ, hướng về những cái gọi là tiến đi, hướng về những cái nó mình trong đó là tốt đẹp cho bản thân mình, đó là cái bình an gieo, đó là cái thứ bình an của thế gian mà Chúa cũng đang từng cảnh báo. Cái bình an của thầy ban tặng nó không như cái bình an của thế gian ban tặng. Cái bình an của thế gian nó ban tặng nó chỉ là trọng quan và nó không tồn tại, mà cái bình an mà chính
Nhưng Chúa ban tặng nó với lòng tự bình an, nó còn lại một cái bình an đem lại cho con người cái sự hân hoan, mà sự bình an đem lại cho con người một cái trật tự hài hòa đẹp qua đó, mà con người dễ dàng có thể đến với nhau, có thể chia sẻ với nhau, sống bất an với nhau, có thể ngồi nói chuyện được với nhau, đối thoại với nhau để đem lại cho một cái thế giới hòa bình. Thưa quý ông bà anh chị em, là trong làm Chúa Giêsu có thầy, thầy mang bình an của thầy trong anh em. Thế thì bình an của thầy, bình an của Chúa được ban cho anh em. Và cái bình an mà Chúa ban tặng cho người chúng ta, cái thưa quý ông bà anh chị em, không phải tự nhiên mà Ngài có điều đó, mà Ngài đã trải qua tất cả mọi sự, và Ngài đã chu toàn và thực hiện cái ý của Thiên Chúa Cha. Ai nhau vậy, và tổ tiên của chúng ta cũng mất đi cái sự bình an, đánh mất đi cái sự hạnh bình từ thủ bắt đầu, thì Chúa Giêsu Ngài đã lấy được cái sự bình an đó và một cái sự vững cố thánh ý của Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Từ lúc là xuống thế là người đi hoạt động công khai, và ngay cả lúc đắm đau đớn đối diện với cái chiên trong đường cái dầu đến nỗi là toát mồ hôi pha với máu, và Ngài vẫn nói lạy Cha, xin đừng theo ý con mà hãy theo ý của Cha cho lại. Thế thì Chúa Giêsu Ngài đã theo anh ý của Chúa Cha một cách trọn vẹn, giờ đến Ngài đã có cái sự bình an tích thực. Sự bình an tích thực là cái sự bình an Ngài đã trao ban cả cái sự sống, cả cái tình yêu thương của Ngài một cách trọn vẹn cho tất cả mọi người của chúng ta, và sự vô cùng thực hiện theo thánh ý của Thiên Chúa. Thì một người chúng ta cũng có được cái sự bình an tích thực từ ở nơi Thiên Chúa trao ban cho, thầy ban cho cái bình an của thầy, và chính những người môn đệ là những người đã đón nhận cái sự bình an đó đầu tiên của Chúa Giêsu đã đem lại khi Ngài từ một chiếc sông lại hiện ra với các môn đệ, thì luôn mong bình an cho anh em. Thì bình an nó được trao ban cho các môn đệ rồi, Chúa Giêsu cũng sai môn đệ thầy sai em đi để loan báo tin mừng bình an của Chúa, bình an của Ngài để cho hôn nhân. Thì một người chúng ta đang khao khát, đang muốn có cái sự bình an tinh thần từ ở nơi Chúa ban cho, thì ngay từ giây phút này tất cả mọi người chúng ta hãy rộng mở con lòng, mở rộng con tim, mở rộng cái suy nghĩ, cái trí của con theo của mình, để cho chúng ta đón nhận sự bình an của Chúa Quốc, để mỗi người chúng ta làm đi vào trong con đường của Chúa, để chúng ta thực hiện thánh ý của Thiên Chúa qua lòng Chúa, qua lời dạy của các đồng đội về chia, qua những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống mà chúng ta đón nhận. Thế thì để có sự bình an là cái điều mà chúng ta gọi là sống lời Chúa, thực hiện thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Có lẽ tất cả mọi người chúng ta làm được một việc tốt, chúng ta sống chia sẻ, sống bác ái, sống yêu thương, giảm đi một cái lời nói chưa hay chưa tốt, giảm đi một cái tật xấu, giảm đi một cái điều gì đó để chúng ta sống yêu thương, để chúng ta cao yêu thương, thì có lẽ là chúng ta bản thân chúng ta và người đó và chúng ta gặp gỡ cũng cảm thấy bình an, cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc hơn. Thì người yêu bạn trẻ và có một cái điều nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta sống cái điều tốt, làm cái điều lành thì chắc chắn chúng ta có sự bình an. Còn chúng ta nói
đang sống cái sự nhân, sống cái sự an, thì chúng ta sẽ có những phá đi cái trật tự mà chính Thiên Chúa đã đem lại cho người chúng ta khi tự thủ ban đầu nhân chi sơ tinh bản thiện. Và chính chúng ta phá cái điều đó đi thì nó gây ra bất an bất ổn không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác nữa. Và điều này chúng ta thấy trong xã hội ngày nay nó đem đầy đến những cái sự bạo lực, đầy đến những cái là ngăn chặn sự ác nó ở trong cuộc sống chúng ta đầy. Và chính cái đó làm cho chúng ta cũng bất an bất ổn. Thì Chúa Giêsu cũng đã từng nói: anh em đừng lo lắng, đừng sợ suy, để anh em nên phải sống phó thác hoàn toàn ở nơi Chúa. Có lẽ nhiều người chúng ta đó là cái này cái kia con không thể thực hiện, con không làm được, thì chắc chắn là mình chúng ta đó là mình phải phó thác cho Chúa, tin và tìm kiếm mọi sự là mình phải tìm kiếm Chúa một chút tiên. Thì mỗi người chúng ta tìm kiếm sự tình khác thì chúng ta phải là phó thác ở nơi Chúa và giúp cho Chúa mọi sự để cho Ngài điều khiển, để cho Ngài hướng dẫn chúng ta và để cho ước của Chúa đi vào trong con người của người chúng ta, để đổi hóa ước Chúa và những cho người chúng ta thực hiện tốt đẹp cái lời Chúa. Không có ước Chúa thì chúng ta không thể làm gì được. Cho nên chúng ta phó thác ơn Chúa, ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào cũng có cái khổ của đề này. Nghĩa là chúng ta luôn phó thác, luôn tin thác ở nơi Chúa, mọi sự là ở nơi Chúa. Cho nên tâm chúng ta cố gắng hết sức trong cái sự tin tưởng, cái lòng tin thác ở nơi Chúa thật sự để chúng ta tìm lại cái sự bình an mà nhiều lần mà chúng ta đã mất đi khi chúng ta không thực hiện và không sống lời Chúa, không sống trong yêu thương và không trong sự bằng ai hy sinh và cố gắng. Lúc đó chúng ta đã mất đi cái sự bình an, chúng ta gây ra cái sự xáo trộn và mất đi cái trật tự trong cái cuộc sống của người chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, tất cả mọi người hôm nay, tất cả mọi người chúng ta, cả đất Việt Nam chúng ta đang khát khát, đang muốn sống một cái thế giới và một cái đất nước thật là sự là thái hòa, được bình an, được là dân an thái hòa. Còn tất cả mọi người chúng ta khao khát cái sự bình an, và ngày hôm nay chúng ta đến đây để chúng ta đón nhận cái sự bình an từ ở nơi Chúa ban cho người chúng ta. Và cái sự bình an của người chúng ta đón nhận ngay trong cái lễ này, ngay trong cái đầu năm mới này, thật là ý nghĩa cho người chúng ta. Ngay từ đây người chúng ta sẽ đón nhận lễ chính thiên họ của Chúa, đó là sự bình an, đó là tình yêu trọn vẹn mà Ngài trao ban cho người chúng ta, để mà đó người chúng ta hãy luôn trở thành cái khí cụ yên ổn và tin mừng bình an, như trong lời kinh hòa bình trở nên cái khí cụ hòa bình, trở nên cái khí cụ bình an, để đem sự bình an đem lại cái sự tốt đẹp đến cho người anh chị em xung quanh.